Ugh.
Làm gì đây? Nhanh nào, ném xuống đây cho tớ. Quả kia kia, kia. Ném xuống đây. Được chưa? Bắt chưa? Bắt lấy này. Quả kia đấy, đấy. Đỡ đi thỏ. Có biết đây là địa phận của ai không mà tự động lên phá vách ta? Thả bạn tao ra. Cậu ăn cái gì mà thông minh thế? Đi thôi, chờ tớ với. Bye.
Loa loa loa, loa loa loa, tên báo xấu xí kia, ngươi đang ở đâu? Có giỏi thì ra đây đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Ngươi trốn đâu? Loa loa loa, tên báo xấu xí kia. Loa loa loa, tên báo xấu xí kia, mau ra đây đấu với ta. Đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lê. Muốn gì? Nhanh lên, bôi thêm dầu cho tớ. Ở lưng. Được rồi, tớ sẽ cho nó biết tay. Yên nào. Nào, đi ra đi. Nào. Này. Chết rồi, vỡ kính nhà giáo sư tê giác rồi. Cậu vào lấy đi. Cậu đá thì cậu phải vào lấy chứ. Tớ mới cậu vào lấy vậy. Đi nào. Oh.
Lạ quá. Đang khát khô cả cổ đây, phải uống cái đã. Cứ tưởng là chai nước ngọt, ai ngờ. Nước màu xanh kia xem nào. Có nước làm nhỏ người thì thế nào cũng có nước làm người lại bình thường. Hả? Ý kiến hay đấy. Nào. Tớ trở lại bình thường rồi. Chết tớ rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp tớ với. Được rồi, để tớ nghĩ cách. Lúc trước cậu uống lọ nước màu vàng thì người bé tí xíu. Bây giờ uống lọ nước màu xanh thì người lại to đúng thế này. Tớ có cách rồi. Bây giờ tớ thử lấy hai lọ nước hòa vào nhau xem sao. Cậu chịu khó chờ nhé. Nào, cúi xuống đây. Há mồm ra. Ôi, chỉ tại tớ tò mò quá. Cảm ơn cậu nhé. Đợi tớ một tí, tớ lấy quả bóng đã.
đây rồi. Hello Bun, cậu định học chơi bowling đấy à? Hả? Chào Lu, tớ cũng định chơi vài set cho khỏe người mà. Trông cậu yếu xì như vậy, liệu có ôm nổi quả bóng không? Chứ đừng nói gì là ném nữa. Tớ sẽ cố gắng mà. Nhưng mà ném bowling cũng cần có sự khéo léo cậu nhỉ? Chứ không à, cậu cứ thử nhìn tớ mà xem, vừa khỏe mạnh lại vừa khéo léo. Trông cậu khéo quá nhỉ. Cậu cứ đợi đấy, xem ai ném giỏi hơn ai. Cậu
Cậu dám? Không. Lại. Tránh ra.